Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung. Tổng kết từ lịch sử, chính quyền Trung Quốc đang có cả 10 dấu hiệu cảnh báo sự sụp đổ. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Một chính quyền đang sụp đổ giống như một bệnh nhân sắp chết, có thể sẽ xuất hiện các loại điểm báo khác nhau trước khi chết. Dựa trên tổng kết từ lịch sử, có thể khẳng định đó không hẳn là điềm báo mà là dấu hiệu gần như chắc chắn và thường xuất hiện trước khi các triều đại sụp đổ. Sau đây là tổng kết của các nhà sử học được Version Times liệt kê. Thứ nhất là sự đối đầu giữa quan và dân, xã hội rối loạn. Thứ hai là tư tưởng hỗn loạn, lòng dân nổi sóng. Thứ ba là tăng cường khống chế mọi mặt xã hội. Thứ tư là tăng thuế bừa bãi, lạm thu. Thứ năm, phát hành tiền giấy, đồng tiền nhanh chóng mất giá. Thứ sáu, quan thì mê đắm mộng tưởng, dân thì thống khổ khôn xiết. Thứ bảy, là thể chế cứng nhắc mà không nghĩ đến việc thay đổi. Thứ tám, là bị giới thượng lưu chặn đứng, giới trung lưu và hạ lưu không còn con đường thăng tiến. Thứ chín, là quân đội thối nát, tinh thần xa sút tham sống, sợ chết. Thứ mười, là ngoài mặt giả như Thái Bình, và tự ca cũng công đức. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, 10 dấu hiệu nói trên đều đã xuất hiện rồi mà vẫn còn nhiều nữa. Dựa trên lịch sử, tác giả Hải Phong đã thảo luận về 10 dấu hiệu sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở một góc nhìn khác. Dù cách gọi tên khác nhau nhưng vẫn bao gồm đầy đủ cả 10 dấu hiệu tổng kết trong lịch sử. 1. Uy tín của chế độ Trung Quốc đã bị mất hoàn toàn. Khi một chế độ mất đi uy tín nó cách sự diệt vong không còn xa. Uy tín của chính phủ là chỉ độ tín nhiệm quyền lực công đối với chính nghĩa, nhân đạo, dân chủ, trách nhiệm, thể hiện công bằng xã hội trong giao tiếp công khai và trao đổi lợi ích trong đời sống công cộng của xã hội tại từng thời kỳ khác nhau. Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã lợi dụng mọi phương tiện truyền thông để dối lừa công chúng, làm sai lệch số liệu đảo trắng, say đen. Người dân Trung Quốc từ lâu đã đánh mất niềm tin cơ bản nhất vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là lý do tại sao bài đăng trên blog của Quách Mỹ Mỹ có thể hạ gục một hội chữ thập đỏ quốc gia cách đây 9 năm. Trên bình diện quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lừa dối cộng đồng quốc tế bằng những tuyên truyền đối ngoại quy mô lớn, không thực hiện các cam kết với WTO và đơn phương xé bỏ tuyên bố chung Anh gây ra cuộc khủng hoảng lòng tin đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. 2. Tranh lợi với dân dẫn đến tranh lệch giàu nghèo vượt quá giới hạn của quốc tế. Làm quan vì không tranh lợi với dân, đó phải là một thiết luật, luật sắt của những nhà cầm quyền. Nói cách khác, là một người cai trị, người ta không được dựa vào quyền lực để tranh giành lợi ích với nhân dân. Khi cán bộ và nhân dân tranh giành quyền lực, thì nhân dân nhất định thiệt thòi vì cán bộ được hưởng đủ mọi quyền lực lại có mạng lưới kết nối tiếp cận thông tin cạnh tranh như vậy không thể bình đẳng quy luật cơ bản của kinh tế thị trường là cạnh tranh bình đẳng và đòi hỏi công khai công bằng và công chính nếu quyền lực bước vào thị trường bách tính sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cầu cho cuồng phong đảo thuyền điều này tất sẽ dẫn đến sự tuần hoàn ác tính của kinh tế thị trường Tranh giành quyền lợi với dân là điều tối kỵ của các nhà thống trị các triều đại xưa. Tuy nhiên, truyền thống lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn là tranh giành quyền lực với nhân dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu tiên hạ thủ giới địa chủ và chia ruộng của họ cho nông dân, sau đó lại lấy đất của nông dân biến thành các cơ sở sở hữu riêng của nó và tự thân trở thành địa chủ. Không chỉ như vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đó đã hóa phép các doanh nghiệp nhà nước thành tài sản tư nhân hùng mạnh của nó và biến tất cả máy móc, tài sản hữu hình và vô hình của nhà nước, bao gồm quân đội, truyền thông, cảnh sát, tòa án, được nuôi bởi người nộp thế thành tài sản của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều gây khó chịu hơn cho người dân là Đảng Cộng sản Trung Quốc vay mượn tiền tệ quá mức. Các gia tộc quyền thế độc chiếm thị trường buộc chính quyền địa phương tăng cường thu thuế và sách nhiễu. Cưỡng bức biến doanh nghiệp tư nhân chất lượng cao thành sở hữu nhà nước và các hành vi khác nhằm cướp đoạt tài sản tư nhân. Hệ số tranh lệch giàu nghèo của Trung Quốc vượt quá xa giới hạn của quốc tế. Các tổ chức như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá về khoảng cách giàu nghèo trong một quốc gia. Nếu hệ số Gini dưới 0,2 có nghĩa là khoảng cách giàu nghèo cực kỳ thấp. 0,2 đến 0,29 nghĩa là chỉ số ở mức thấp; 0,3 đến 0,39 là cấp chỉ số; 0,4 đến 0,59 là chỉ số cao; 0,6 trở lên thì thấy mức độ đó là chỉ số cực kỳ cao. Theo một báo cáo từ trường khoa học xã hội của Đại học Bắc Kinh, hệ số Gini về tài sản ròng của hộ gia đình Trung Quốc đạt 0,73 vào năm 2012 và 1% hộ gia đình hàng đầu chiếm hơn 1 phần 3 tài sản của cả nước. Có thể thấy khoảng cách giàu, nghèo ở Trung Quốc lớn như thế nào. 3. Nền kinh tế đang đối mặt với sự sụp đổ và giá cả tăng chóng mặt. Giá cả tăng chóng mặt, tiền tệ mất giá. Đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của một quốc gia đang đối mặt với sự sụp đổ. Dưới góc độ kinh tế công nghiệp, môi trường chính trị của một quốc gia quyết định sự thịnh vượng của nền kinh tế chính trị như nước, kinh tế như cá gặp nước. Nước thì có độc, thì cá có dùng cố sức sống mạnh mẽ đến mấy cũng chết. Điều này cũng đúng với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc. Trong những năm gần đây, những người nắm quyền lực Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hành động ngang ngược, đi theo lối mòn của cách mạng văn hóa, thực hiện nhiều cuộc vận động chính trị và bức hại các ông chủ của doanh nghiệp tư nhân, khiến một số lượng lớn doanh nghiệp tư nhân phải đóng cửa và các doanh nghiệp nước ngoài phải bỏ chạy. Cùng với tác động của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà sụp đổ. Để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát hành tiền tệ quá mức, trực tiếp khiến giá cả tăng vọt. Sau đó, dịch tả lợn châu Phi đã khiến giá thịt trên thị trường tăng cao, trước làn sóng thất nghiệp và lạm phát giá cả, sức chi tiêu của người dân bất ngờ rơi xuống đáy. Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố vào ngày 9 tháng 8 năm 2019, tất cả giá cả ở Trung Quốc đều tăng. Số liệu cho thấy trong tháng 7, giá trái tươi cây tăng 39,1%, tác động đến CPI, chỉ số giá tiêu dùng khoảng 0,63 điểm phần trăm. Giá thịt lợn tăng 27%, tác động đến CPI khoảng 0,59 điểm phần trăm. Theo thông tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc, Giá bán buôn thịt lợn trung bình tháng 7 tăng 8,8% so với tháng trước và 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán buôn trung bình của 6 loại trái cây chính tăng 45,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào ngày 5 và 8 tháng 8 năm 2019, tỷ giá hối đoái và tỷ giá tương đương trung tâm của nhân dân tệ so với đô la Mỹ là giá phá giá với mức là 7 tệ đổi 1 đô la. Số liệu do Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây công bố cho thấy lạm phát của Trung Quốc đang tăng lên từng ngày. Một số chuyên gia tin rằng một nền kinh tế Trung Mỹ hoàn toàn tách rời, đồng tiền của Trung Quốc sẽ mất giá hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần trong một đêm giống như đồng rút của Liên Xô cũ. 4. Dân bị kết tội vì phát ngôn, lãnh đạo quốc gia thành trò hề Trong quốc ngữ, Châu Ngũ Thượng viết Phòng miệng dân hơn phòng vệ sông, sông mà tắc thì tổn thương nhiều người, dân chúng cũng vậy. Vì vậy, là người vị xuyên, vì sông, quyết sẽ không chặn dòng. Là người vì dân, phải để dân nói. Sự nguy hại của kẻ trị vì mà ngăn cản dân chúng phê bình còn nghiêm trọng hơn lũ lụt do chặn sông, không cho dân được nói, chắc chắn gây đại hoại. Nhìn vào tổng quan cổ kim trong và ngoài Trung Quốc, trước khi một chế độ sụp đổ, thường có những câu ca dao đặc biệt là những chuyện cười mỉa mai các vị lãnh đạo nhà nước. Ở Trung Quốc ngày nay, bởi vì những người nắm quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ muốn tập trung quyền lực, dẫn đến tôn sùng cá nhân, lạm dụng bạo lực và giải tiền ra nước ngoài. Nên nhân gian gọi ông Tập là Chủ tịch Vạn Năng, Tiểu Tổ Trị Quốc, Đại Tản Đệ, tức là Đại Ca Giải Tiền. Một số các biệt danh mà ông Tập giành được là chưa từng có. Đặc biệt, vô số những chuyện cười như cố tình nhại lại, phát âm sai, nói sai câu mà ông từng nhắc tới một loạt các cuộc họp để ngăn chặn miệng lưỡi của nhân dân, ngày 9 tháng 4 năm 2018, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh cấm mạng nội hàm đoạn tử mạng, thường được gọi là đoạn hữu network với hơn 100 triệu người dùng. Không chỉ vậy, giám sát mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn chặn nhiều từ khóa trực tuyến khác nhau liên quan tới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì lý do này, rất nhiều người đã bị kết tội. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của nội dung Tổng kết từ lịch sử, chính quyền Trung Quốc đang có cả 10 dấu hiệu cảnh báo sự sụp đổ. Xin hẹn quý vị ở phần 2 với 5 dấu hiệu tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin hẹn gặp lại quý vị.